Hello mọi người, lại là Hùng đây. Hôm nay shop của Hùng về được một mẫu Nokia 88E Sapphire Black. Phiên bản 88E là phiên bản có 3G nha mọi người. Sóng gió rất ổn định. Máy cam kết với mọi người là zin chính hãng, trùng IMEI, vỏ phím màn zin, men zin 1GB. Và máy chỉ thay duy nhất cáp zin new thôi nha mọi người. Ngoại hình của máy thì còn đẹp khoảng 95%, không có bị cấn mót gì hết nha mọi người, chấm phẩy theo thời gian thôi. Dòng này thì quá là ổn định này, pin 3-4 ngày. Máy Hùng bán ra cam kết với mọi người và báo giá chính hãng. Shop của Hùng tuyệt đối là không bán hàng lô, hàng phay, hàng dịch lỗ của Trung Quốc nha. Tổng thể của máy rất đẹp. Hiện tại bây giờ tới năm thời điểm này thì một con máy zin như vậy, đẹp như vậy thì cũng không có nhiều đâu nha mọi người. Trừ mà keng thì chỉ có thay vỏ thôi, nhưng đây là máy zin, chấm phẩy. Phụ kiện tất cả đều zin theo máy hết nha mọi người. Gồm đốc sạc zin, máy zin, thân máy zin, pin zin, sạc zin, cáp zin và có bao da zin màu đen theo máy và sạc ô tô. Để cho mọi người yên tâm công tác, không dần lo hết pin. Máy bán ra thì cũng cam kết là bảo hành với người 6 tháng, bao chết toàn quốc. Pin cam kết 3-4 ngày tùy theo nhu cầu của mỗi người. Máy rất đẹp luôn. Mọi người cảm nhận máy nha. Cơ cáp êm chắc nịch, không rơ lắc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài viết của mình nha. Mọi người có nhu cầu quan tâm thì cứ inbox hoặc là kèm cho shop của mình, hoặc để lại tin nhắn cho mình sẽ dẹp lây. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người đầu tháng may mắn, phúc lành.